Khu này ngập nước quá. Bình Bác nè. Thì Hồ Hành nó ở gì? Bình Bác ở đây trái nhiều ta. Ừ. Một tỷ quay thêm mấy cái cảnh. Khu này âm u quá. Các bạn thấy không? Nguy hiểm lắm. Ừ. Đi bẫy rắn là phải lội nước, lội đồ chui rừng, chui rú. Nhưng mà thời gian hết, cái đam mê hết làm. Ai cũng có một thời thôi. Hết thời hết làm chứ không. Đam mê của mình. Khu này đường toàn là vườn tràm luôn. Ừ. Tràm đi đập bẫy nó dữ dính. Nước đập lên cỏ kia nó mùi hôi đó. Dữ dính nhưng mà chắc chắn là dữ đập bẫy. Cấm thôi. Dính là dữ thôi, Hồ Hành thôi. Đầu mưa khác. Giờ vô giữa mùa mưa rồi. Đầu mưa nó đói. Nó ra nhiều. Nó lòng con lòng. Đầu mưa nhiều rắn là làm líp sướng. Chứ mấy chị này đi là thăm một buổi trời có một hai con. Cái con này nó nguy hiểm này. Cái đầu dính là rắn khủng luôn. Họ hồng máu dính thôi nè. Đặt ở trong bụi mối luôn. Không có rắn rồi. Rắn khôn quá. Nó ra. Có ra nó nghe một chuột ra liền. Chưa ra hả? Mưa ta, chết mất mưa rồi. Có gió mà không nhìn. Đây có bụi tre đã hết rồi. Tre đã mà không có một măng nữa. Cái này chắc bọn sáng măng trộm nó sắn hết rồi. Đấy là bọn sáng măng trộm nó sắn măng trộm hết. Này nó nhìn. Nắng ở đây nó mở cái con là nó khủng lắm. Đặt hổ mang chúa ở trong ổ mối à. Chưa ai đặt nha. Cái lồng này chưa ai dám đặt cái lồng. Cái lồng như mình luôn. Đặt như tôi muốn. Quay cho đặt cận cảnh cho các bạn xem. Đó. Hang này là có khủng long ở luôn á. Chứ không phải là rắn nữa. Hàng độc luôn á. Mình đặt quay kia trời cũng mờ được. Mình chỉ đường qua ra. Không có đường qua nó chỗ đó. Làm rất ngon luôn. Cái lồng mới đặt 100% dính luôn. Lùm nó mà nước không là làm gì? Không, khu này đóng chân rồi. Vậy sao qua? Không có đường qua. Thì đâu? Cái hồ ngập nước. Thì ra cứ hộp ngập nước không cái, chịu. Cái mương nó sâu lắm. Đi qua thì nó để là cái dấu thì mất bảy điện. Mưa nước rồi. Mà nãy cứ mưa mà không chịu là gió phải mưa. Nhà kia có người ở ba. Hai lâu không phải nhà kia. Mưa quá. Chỉ dính không khó hành nữa còn dính thôi. Có hèo mưa này không đi. Trắng thì dính quá. Tại khu này là hôm bữa đầu mưa là đập hết rồi. Giờ đập lại. Mưa dính nhiều không? Mưa đập dính nhiều không? Mưa lấy ngõ. Chứ là mưa. Đây đầu mưa được 3 con khổ dện. 4 con mà nó gỡ 1 con.
Đi đây chân bò xuống à? Hả? Đi chân bò xuống lấy à? Trời ơi, cái bữa đó là mấy thằng cắt cỏ nữa. Thằng đi thôi ép. Không, bữa đó cỏ. Chưa có. Bữa đó cỏ thì có thì cỏ. Ủa, qua nước không à? Đi khô đi, trên này trên đó. Không, đi. Quay mà, kệ nó. Chuột ra mừng. Ừ, có thằng kia theo. Thăm tiếp cái bẫy này nữa coi có được con nào không. Cũng phải kiếm được một con nhé. Có hàng. Thăm bẫy sớm giờ mà chẳng thấy con rắn nào hả? Tụ nó khè ghê lắm. Khè ghê lắm. Thì rồi dính rắn gì ạ? À? Này chắc nghe được ba bốn lạng này. Đây này, nhỏ nhỏ xíu à. Nói chung tháng này thì rắn nhỏ không chứ rắn lớn cũng ít. Cái này có rắn lớn. Con này chắc tầm 4 lạng rồi cũng. Thì anh em đi bày rắn cũng biết rồi, tháng này tháng 7 thì rắn thay da vô hang hết rồi thì chỉ còn rắn con thôi. Rồi nó cắn. Con này giữ. Con này giữ. Con này chắc nó vô được 2-3 ngày. Dữ quá. Mấy anh em đặt rắn khủng không? Mình toàn rắn tem không? Nên mình đi thăm trực tiếp làm clip cho vui nha. Nên dính con gì là quay con. Nói chung là mình toàn mấy đợt này toàn dính rắn nhỏ mà. Chẳng có con nào bự hết. Thôi về thôi. Như vậy là đủ rồi. Đủ vốn rồi. Dính không? Dạ, bảy. Nhỏ. Có lớn đi bảy chơi mà. Rồi cũng được ba lạng. Đó không phải nhỏ đó anh. Mua con về nhậu luôn. Nhìn như thế này coi chừng đuôi mất nha. Rồi con hổ heo bự. Đây lột cho các bạn coi luôn. Hình quá. Con bự. Mà đã coi được rắn to. Nói chung cũng trung bình. Mà trắng về là bây giờ to rồi. Giờ đã hiếm quá. Con heo. Con trâu đó các bạn. Cũng không có lớn lắm ha. Con này con này chắc gần ký được cùng. Thôi thôi đem đem về cá tách nó trồng mà là bọn trẻ trồng nhìn để ý chỗ anh hay cái xe cũ nhiều người ta dễ đi cá tách tách. Về tới nhà này các bạn. Rồi về nhà các bạn ơi. Nhưng ở ngoài đường người ta dòm ngó nhiều lắm. Thứ nhất là dễ mất bẫy, thứ hai là bẫy tập nhiều lắm. Ừ.
con heo. Chia sẻ anh em là lúc làm lòng nè, luôn luôn làm cửa sau nha các bạn. Cửa sau này có cửa mở nên để mình bắt con nắng nè. Khỏi cần phải bẻ hôm, hư hôm hết. Như thế này nó an toàn cho cái hôm của mình. Không bắt rắn ra ấy luôn. Không bắt rắn ra giờ bỏ vỏ luôn đi chứ để không nói gì nữa. Dữ lắm nó cắn. Con này cái đáng không cho đây. Này chấm vô mấy ngày rồi. Ok. Cái gì giờ nó không chịu ra nữa. Thuận tay cho nó bắt giống như vỏ nó phụng như vậy cho nó. Cánh cho cánh. Con này dữ lắm. Con này ghê lắm. Cánh này dữ lắm. Này đây là cái bao lưới của do mình phụng. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh Các Thời Gian. Đừng nhớ bấm đăng ký, chọn bật thông báo để xem những video tiếp theo nhé các bạn.